Đừng vội bỏ qua vì bạn sẽ đánh rơi mất cơ hội sở hữu cho bản thân bộ sưu tập áo đặc biệt của Spyroom. Link mua hàng ở dưới phần mô tả. Nhắc đến hai chữ thẩm du, bạn sẽ có thái độ như thế nào? Đây có lẽ là cái chủ đề dễ mang lại sự xấu hổ, tội lỗi, đặc biệt là với giới nữ. Nhiều người thì thường mặc định thẩm du là hoạt động chỉ dành riêng cho đàn ông, nên là nhiều cô gái cảm thấy mặc cảm hoặc là kỳ thị khi nói đến vấn đề này. Nhưng thực chất, thẩm du lại là một hoạt động bình thường và lành mạnh, như là việc ăn ngủ ụ ị vậy. Nó còn mang lại rất nhiều lợi ích cho bạn, không chỉ giới hạn trong sức khỏe tình dục mà còn mở rộng hơn ở nhiều khía cạnh, như là giải tỏa căng thẳng hay là nâng cao sự tự tin. Nếu định nghĩa của self care là tự chăm sóc bản thân để giúp cơ thể khỏe mạnh cả về thể chất, cảm xúc và tinh thần, thì thẩm du cũng là một phần của self care bởi vì 7 lý do sau đây. Thứ nhất, thẩm du giúp bạn giải phóng hormone endorphin, giải tỏa căng thẳng. Thẩm du là phương pháp tự thỏa mãn để đạt được cực khoái. Nếu làm được điều này, thì bạn cần phải gạt bỏ đi mọi suy nghĩ vướng bận trong lòng và tập trung vào việc kích thích cơ thể ngay lúc ấy. Như vậy cũng có nghĩa là deadline hay là chuyện chưa mai ăn gì, những chuyện nào làm bạn đau đầu nhức óc thì sẽ tạm thời phải biến mất trong tâm trí của bạn. Chỉ còn lại làn sóng của những hợp chất khoái cảm chảy tràn trong cơ thể. Hơn nữa, đạt cực khoái cũng giúp giải phóng endorphin. Đây là hormone giảm thiểu sự căng thẳng và gia tăng cảm giác hạnh phúc. Còn gì thú vị hơn khi có hoạt động đưa tâm trí bạn thoát ra khỏi những căng thẳng trong thực tế, dù chỉ là tạm thời. Thứ hai, thẩm du giúp bạn ngủ ngon hơn. Khi bạn thẩm du hay là quan hệ tình dục, cơ thể của bạn sẽ tuần tự trải qua các giai đoạn khác nhau, đi kèm với những thay đổi về sinh lý. Ví dụ, khi bạn có ham muốn, nằm ở giai đoạn đầu, nhịp tim và nhịp thở của bạn bắt đầu tăng cao, cô bé sẽ rào rạt nước, các cơ cũng căng hết cỡ để chuẩn bị cho những hoạt động nhiều năng lượng hơn. Những loại thay đổi này sẽ tăng lên khi bạn đạt đến cực khoái. Cho đến lúc lên đỉnh rồi, bạn giải phóng tất cả năng lượng và căng thẳng đang bị dồn nén, cơ bắp bị co thắt, huyết áp, nhịp tim và nhịp thở đang ở mức độ cao nhất và điên cuồng nhất. Ơi, chỉ đọc những cái dòng mô tả này thôi mà mình cũng cảm thấy mệt rồi. Huống hồ gì bạn tự trải nghiệm thì không có gì lạ. Sau khi qua một cơn cực khoái thì bạn sẽ cảm thấy mệt cả người. Mà mệt mỏi thì sẽ khiến ta ngủ ngon giấc hơn. Thật hợp lý phải không? Bạn nào mà đang bị khó ngủ thì thử vận động một tí xem sao ha. Thứ ba, thẩm du giúp bạn tự tin hơn trong chuyện chăn gối. Các cô gái thường thấy xấu hổ về cơ thể và kỹ năng làm tình của mình. Và thẩm du sẽ giúp bạn loại bỏ sự xấu hổ đó. Bởi đây là một trong những cách giúp bạn hiểu rõ cơ thể. Hiểu mình thích gì, chạm chỗ nào thì bạn sẽ cảm thấy sướng. Bạn sẽ tự tin hơn, có thể cởi mở nói chuyện với đối phương về mong muốn của bạn khi quan hệ. Có không ít người nghĩ rằng thẩm du sẽ khiến bạn khó lên đỉnh hơn khi quan hệ. Nhưng thực tế thì lại ngược lại. Như tôi đã nói ở trên, khi bạn đã hiểu cơ thể của mình thích gì và chủ động trò chuyện với người ấy, thì cả hai sẽ dễ có một cuộc yêu đầy thỏa mãn và thăng hoa hơn. Nhưng mà từ từ nha, nếu mà bạn nghiện thẩm du hơn là nghiện người yêu ấy, thì cần phải xem xét lại. Chung quy lại thì mọi chuyện trên đời này đều giống nhau ở một điểm. Là cái gì quá cũng đều không tốt nha. Thứ tư, thẩm du giúp tăng ham muốn tình dục. Đây là một lợi ích khác của việc thẩm du ở giới nữ. Nó cũng thuộc về bản chất con người. Khi bạn trải nghiệm một điều gì đó mà khiến bạn thấy sướng, dù chỉ là một ly kem matcha cực ngon hay là nụ hôn ngọt ngào, thì bạn đều muốn thử thêm nhiều lần nữa.
Tương tự với việc kích thích cơ thể đạt đến cực khoái bằng thẩm du, bạn sẽ càng muốn được kích thích hơn, làm tăng ham muốn tình dục. Điều này đặc biệt có ích với phụ nữ, bởi vì đến một thời điểm nào đó thì họ có xu hướng giảm ham muốn. Theo một tổ chức phi lợi nhuận về lĩnh vực nghiên cứu y học lớn nhất ở Mỹ, xu hướng ấy diễn ra là do nhiều nguyên nhân như trầm cảm, mệt mỏi, uống nhiều rượu, bị bệnh mãn tính hoặc là thấy đau khi quan hệ. Dù lý do là gì thì thẩm du cũng góp phần giúp phụ nữ tăng ham muốn tình dục hơn, lấy lại cảm giác hứng thú trong chuyện chăn gối. Thứ năm, bạn có thể rèn luyện cơ sản chậu khi thẩm du. Sẽ là một sự thiếu sót nếu như bỏ qua lợi ích rèn luyện cơ sản chậu khi thẩm du ở nữ giới. Đây là cơ nâng đỡ các cơ quan quan trọng vùng chậu như là bàng quang, tử cung và ruột. Nó cũng kiểm soát đường ra của các cơ quan đi ngang qua như là âm đạo, niệu đạo, hậu môn. Khi cơ sản chậu săn chắc thì bạn sẽ kiểm soát tốt hơn việc tiểu tiện, đại tiện, giúp quá trình sinh nở diễn ra dễ dàng hơn và đồng thời cải thiện đời sống tình dục. Và chính vì tầm quan trọng đó nên là mỗi người phụ nữ đều cần phải luyện tập cơ sản chậu suốt đời, bởi cơ sẽ thường yếu đi khi mang thai, sau sinh và mãn kinh. Bạn sẽ gặp những vấn đề như là xón tiểu, táo bón, giảm khoái lạc tình dục, khi quan hệ thì dễ bị đau và không thể đạt cực khoái, bị sa tử cung, đau lưng, vân vân và mây mây. Có nhiều phương pháp để rèn luyện cơ sản chậu, phổ biến nhất là Kegel, và bạn hoàn toàn có thể luyện tập khi đang thẩm du. Tôi sẽ nói chi tiết hơn về Kegel ở những bài khác. Thứ 6, thẩm du giúp giảm thiểu các triệu chứng khó chịu ở thời kỳ mãn kinh. Có thể bạn đã biết một số triệu chứng đặc trưng của thời kỳ mãn kinh như là bốc hỏa. Vậy thì bạn có biết mãn kinh cũng ảnh hưởng đến vùng âm đạo hay không? Theo Mayo Clinic, mãn kinh xảy ra khi nồng độ các hormone như là estrogen và progesterone do buồng trứng sản xuất đã xuống thấp đến mức mà bạn không còn chu kỳ kinh nguyệt nữa. Bạn chính thức bước vào thời kỳ mãn kinh sau khi trải qua một năm không bị bà dì ghé thăm. Điều này thường diễn ra ở phụ nữ ở độ tuổi 40 hoặc là 50. Estrogen, ngoài việc điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, thì còn giúp thúc đẩy âm đạo tiết dịch nhờn để bôi trơn. Vì vậy, khi hormone này suy giảm vào thời kỳ tiền mãn kinh và trong mãn kinh, thì bạn sẽ đối mặt với hiện tượng là teo âm đạo, nghĩa là âm đạo sẽ mỏng đi, khô hơn, gây khó chịu và đau đớn khi quan hệ tình dục. Khoảng 10-40% phụ nữ trải qua hiện tượng này. Có nhiều phương pháp điều trị chứng teo âm đạo như sử dụng chất bôi trơn hoặc kem dưỡng ẩm vùng kín. Nhưng duy trì các hoạt động tình dục như thẩm du hoặc làm tình có thể hữu ích hơn và làm tăng lưu lượng máu đến âm đạo, thúc đẩy cô bé ra nhiều nước hơn. Và thậm chí là các bác sĩ cũng đặc biệt khuyến cáo là những người đang ở tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh thì nên thẩm du với đồ chơi như là dương vật giả để duy trì khả năng đàn hồi của âm đạo. Thứ 7, thẩm du mang đến cảm giác phê, chữ E kéo dài. Lợi ích này thì bạn phải tự trải nghiệm thôi, chứ mình không có đủ ngôn từ nào để diễn tả chân thật và sống động được. Vậy thì chúng ta nên tự trải nghiệm như thế nào? Nếu bạn đang có hứng và muốn hormone endorphin tăng vọt, thì một số gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn. Thứ nhất, tạo không khí cho có mood. Hãy cẩn thận khóa cửa, tắt bớt đèn, mở một bản nhạc nào đó lãng mạn một chút để tâm trạng được thư giãn và phấn chấn hơn. Có thể sử dụng thêm nến thơm. Thứ hai là thêm gel bôi trơn. Khi bạn bị kích thích, cô bé sẽ tự tiết dịch bôi trơn để việc thẩm du trở nên mượt mà hơn. Nhưng có một số người vẫn bị khô hạn hoặc là không được rào rạt, nên bạn cứ thủ sẵn một vài gel bôi trơn để tiện hành sự nhé. Thứ ba là cân nhắc sử dụng đồ chơi tình dục. Cũng giống như là thẩm du, đồ chơi tình dục lành mạnh và tích cực, bởi nó có tác dụng hỗ trợ và giúp bạn hiểu về những cảm giác bên trong cơ thể của chính mình. Nếu dùng tay không đủ để tạo kích thích mình muốn, thì bạn hãy cân nhắc thử sử dụng đồ chơi xem sao. Thứ tư là xem nội dung khiêu dâm. Để thêm nhiệt khi yêu bản thân,
thì bạn có thể xem phim đen hoặc là đọc truyện hentai. Thứ năm là hãy dành thời gian để tận hưởng. Bạn không cần phải vội vàng thẩm du. Cũng giống như là hoạt động self-care khác, bạn nên dành thời gian để vui đùa với cơ thể và tận hưởng những cơn sóng khoái cảm đang lan rộng khắp cơ thể. Kết. Đã đến lúc chúng ta cần cởi mở hơn khi nói về vấn đề thẩm du ở nữ giới, bởi vì đó cũng là cách mà bạn yêu thương chính mình. Và cũng giống như là khi làm tình, bạn nên thẩm du mà không đi kèm với kỳ vọng nào, bao gồm cả việc đạt được cực khoái hay là không, vì điều đó chỉ khiến bạn lo lắng hơn mà thôi. Nếu lần đầu tiên thẩm du, bạn chả thấy gì xảy ra, thì chuyện đấy là chuyện bình thường và hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Hãy nhớ rằng, bạn đang tập yêu bản thân, chứ không phải là đang cố gây ấn tượng với ai cả. Việc duy nhất mà bạn cần làm là tập trung vào việc khám phá những gì khiến bạn cảm thấy thỏa mãn. Hãy dành thời gian khoảng 1 tuần một lần hoặc là 2 tuần một lần. Tránh làm nhiều quá, nghiện đấy. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.